là cái năm mà quý vị gặp nhiều những cái đình trệ về kinh tế. Nhưng chúng ta hướng về từ bi, à, thả lỏng người và não giờ làm gì ở yên đó, đừng vội thay đổi. Thay đổi là chết nha. Cái năm nay và cái năm sau ai làm gì ở yên, đừng vội đổi thay. À, năm mô Phật. Có nhiều người á bị cái tình trạng nhắm mắt lại là bye bye hoặc quay thích tắc thì chỉ kiểm tra đi khám coi mình có bị lên máu không? Huyết áp mình ổn định không? Nếu như máu, huyết áp mình ổn định thì là do mình bị âm hành, có một cái phần căng, một cái phần vong tác động vào trong cơ thể của mình. Cái trường hợp này nó ngất ngất và nó muốn choáng, cái hơi thở của mình yếu. Và nãy giờ nói chuyện rất là nhiều mà quên giới thiệu cho mọi người cảnh một hồ sen đẹp lắm quý vị ơi. Cơ duyên chạy xe ngang đi tìm đường á gặp á mới vừa gặp hồi trưa nay luôn, mới vừa gặp hồi trưa nay tức thì luôn. Hồ sen quá đẹp luôn thì dự định sau này thanh đồng cũng sẽ trồng một cái hồ sen và miễu thánh cô tiên cô tổ cô ở giữa à xung quanh là trồng hoa sen và sẽ trồng nhiều hoa sen nhiều hơn bây giờ nữa hoa thanh đồng sẽ tác ý sẽ tạo nên những điều đó và chia sẻ với quý vị một điểm mừng nha có một bạn mà gọi là nhà hảo tâm, bạn ấy đã phát tâm hạnh, phát tâm ý là khi nào một cô xây cái nền móng miễu xong, à, thì bạn sẽ đến, bạn trồng hoa sen tư thiện, bạn 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 hùng vô cái trắc hoa sen là bạn sẽ chính thay bằng trồng à, mừng quá, đồng ý ngay luôn và bạn là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành nông nghiệp à, cho nên cũng an tâm và khi mà quý vị gửi những cái uh, đồng lòng về ủng hộ giúp đỡ cho thanh đồng hỗ trợ cho thanh đồng công việc xây miễu nhưng mà thanh đồng gửi trả lại cho quý vị á có nhiều người đã nhận được rồi thì quý vị nhắn tin cho em hay còn có nhiều người người ta không có nhận lại mà người ta muốn phát tâm người ta làm từ thiện thiện nguyện á thì có một chị chị xin phép được ẩn danh à, chị gửi tiền và mà anh trần và trai võ thì thanh đồng chưa có liên hệ được bạn chưa có trả lời thanh đồng còn một người chị nữa chị ở canada chị cũng phát tâm làm từ thiện thì hai cái người này thanh đồng sẽ dùng số tiền đó để mua áo tràng cái áo tràng á cái áo màu lam quý vị biết không để làm cái gì vậy để tặng cho quý vị những ai chưa có những ai cần để khi mà quý vị đi chùa quý vị tụng kinh quý vị tu tập quý vị có một cái áo dài để mặc để cho nét trang nghiêm, nét tôn kính. Và thứ hai nữa là gì? Sự thuận thạnh trong con người của mình được tốt hơn. Tại vì đôi khi á, mình ăn mặc một cái màu sắc của cuộc đời. Thì cái áo á, nó đời quá. Nó có dướng mỡ, dướng cá, nó có dướng những cái bụi đời trong đó. Thì khi mà mình mặc cái áo lam á, mình sẽ thấy được một cái gì đó thuần khiết hơn. Cái ý nghĩa của chiếc màu áo lam nhiều lắm. Thanh Đồng nó gọn cho quý vị là nhìn trang nghiêm thuần tịnh hơn, dễ hiểu, một câu duy nhất chốt gọn vấn đề. Và Thanh Đồng cũng gửi lời cảm ơn. Và quý vị, những người nhận áo tràng, quý vị cũng gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm giấu tên. À, người ta thí ba la mật. Còn tất cả các vị đạo hữu còn lại, quý vị có gửi hoa, gửi đèn cho Thanh Đồng á. Thanh Đồng cũng tác ý cảm ơn Nam Mô Phật. Và xin trả lời vấn đáp tâm linh tiếp cho quý vị. À, và cảm ơn các bạn phát lòng hảo tâm là trồng sen giúp cho Thanh Đồng luôn. Bạn sinh viên khoa nông nghiệp. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Hoa lại lê mơ thấy dòi bò khắp người rồi chạy ra ngoài mưa rất to cho dòi trôi hết nhưng đồ không bị ướt là điềm gì. Những người mà nằm mơ gặp dòi á, là những người sắp có một cái đồng lọc, đồng ngân gì đó được thưởng, được đường âm hoặc là đường dương cho. Là chị sắp có tài có lọc nhưng mà chị chạy ra trời mưa, mưa trôi hết trơn có nghĩa là tiền vô nhưng mà chị phải đem để trả hết cho những khoản chi phí khác ví dụ như là trả nợ hoặc là mượn người này rồi lắp qua người kia. Nam Mô Phật ờ, Cao Xuân Văn hay là Xuân Cao Văn 3119 Thanh Đồng ơi tại sao mình thấy người ta khổ mình buồn mỗi khi lại Phật lại rơi nước mắt cái yếu tố đầu tiên của một phần căn linh mà biết tu tập đó là sự thiện tâm trong con người của họ. Khi mà chúng ta thấy một người nào đó buồn, một người nào đó khổ, một người nào đó lâm vào nguy nan lòng trách ẩn, trái tim lương tâm, sự từ bi, sự yêu thương trong con người của chúng ta dậy sống và nó làm cho chúng ta có một cái cảm giác gì đó rất là thê lương buồn mang mát và đó cũng là một cái nền cho những người có lòng tu tập và có căn cơ thiện lành khi mà mình lại phật mình khóc đó, có nghĩa là cái gì thứ nhất đó, nếu thân chúng ta rỗng rang và nhẹ nhàng ngộ ra được lý vô thường trong cuộc sống bắt đầu vào dòng tu và biết định hướng cho mình tu như thế nào chúng ta chứng sơ quả lại Phật mà khóc là chứng sơ quả kèm theo điều kiện thân chúng ta nhẹ nhàng rộng rang tâm chúng ta biết rõ hướng tu và chỉ quyết định đi về con đường tu tập sám hối còn khi mà lại Phật mà khóc mà thân chưa có bay bổng nhẹ nhàng rộng rang chưa có tâm phát triển dòng tu và thệ nguyện tu thì có nghĩa là gì có nghĩa là Quá khứ chúng ta có từng mắc nợ pháp môn hoặc là đã tu tập pháp môn đó, hoặc là có một cái phần linh căn cũng tu tập pháp môn đó đi theo có duyên nương độ cùng song tu với chúng ta, nhìn về pháp môn điện từ trường trong con người chúng ta và dòng điện từ trường của phần linh căn giao thoa tác động với dòng điện từ trường của pháp môn chúng ta đang lại Phật. Làm cho chúng ta bật khóc đó là nguyên nhân và lý do chính hai nguyên nhân và lý do có kèm theo điều kiện thì quý vị nên suy xét cho thật kỹ trừ những cái trường hợp tâm chúng ta đang buồn đau vì trần gian lại Phật khóc trừ cái trường hợp đó ra nhé nam mô Phật tánh đồng xin kính trình trả lời câu hỏi tiếp theo của quý vị ờ, Hồng hạnh Trần Trần Thị Hồng hạnh mình cũng đã được nhập vào dòng điện như trên có điều từ đỉnh đầu chuyển xuống hướng lúc có dòng tâm thức. À, có dòng điện vào trong thân lúc thì có dòng tâm thức. Bên trong khóe miệng, thấy nhỏ nhỏ những cái ánh sáng nằm bên trong khóe miệng còn sát và lời nói khẩu của mình như vẫn nhận ra được. Có một điều biết được và thấy được da thịt áo của mình không có thật sự hiển hiện. Tức nghĩa là có một cái dòng điện vô trong thân, mình nhìn thấy được cả da thịt và quần áo của mình như không hiển hiện. Bạn này cầm comment một cái câu rất là dài. Bạn này hay thường thắp nhang ở chỗ người thờ địa mẫu. Nam mô Phật. Không biết bạn nào có giống mình không? Bạn này hỏi là có ai giống bạn này hay không? Có rất nhiều. Có nhiều khi căng vô á quý vị nhắm mắt mà quý vị vẫn thấy đường. Có ai gặp trường hợp đó chưa? Có ai đã từng nằm ngủ nhắm mắt mà vẫn thấy đường chưa? thanh đồng nhiều lắm tại vì căng người ta vô sát á cái quý vị nhắm mắt nhưng mà quý vị vẫn thấy à, nhắm mắt mà quý vị vẫn thấy hoặc là quý vị có thể đọc được cái bụng của người ta à, ông bà mình có nói là đọc bụng mà thấy ủa suy nghĩ là suy nghĩ trong não mà sao đọc bụng không cái bụng đúng là cái bụng thật khi mà thanh đồng vô đôi khi thanh đồng coi bói cho quý vị mà quý vị đứng trước mặt thanh đồng ha là thanh đồng đọc được cái bụng của quý vị nhưng mà cái tâm của quý vị á đọc được cái thông tin thí dụ quý vị đang nghĩ là ngày mai đi chợ mua ba chỉ vàng là thanh đồng đọc được cái câu đó từ cái vị trí là ở cái bụng của quý vị luôn ừ như chia sẻ luôn cho quý vị thật tình không 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 giấu giếm giấu nghề đâu nam mô phật và ta đồng nói thiệt với quý vị nha trường hợp mở căn mở linh căn mở linh cốt mở căn mở cốt nên không Quý vị ơi, quý vị thấy là cái phước của những người thầy tự nhận là mình mở căn mở cốt. Cái oai đức của họ lớn hơn những bậc thượng tọa. Như là thượng tọa thích nhất hạnh không? Như là thượng tọa lệ trang không? Hay là cái đức của họ còn lớn hơn cả những người thầy trưởng thượng tổ thầy. Như là thái ất chân nhân. Hay là họ còn cao gác hơn cả là tam thái tử hay họ còn quyền di mạnh cát hơn cả cửu thiên quyền nữ họ bự hơn không không chắc chắn nhỏ bé hơn họ rất kém cỏi so với những vị đó họ so với những vị đó còn cả một cái quãng đường đại dương hằng hà rất xa nhưng mà cửu thiên quyền nữ mẫu mẹ thiên tiên công chúa liễu hạnh các cô các quan các ngài có mở căn khai cốt cho quý vị không không trừ khi trong con người của quý vị có phần căn sẵn rồi người ta dạy quý vị tu À, quý vị biết không đừng có coi phim kiếm hiệp nhiều quá rồi nhiễm truyền nội công nội lực là mình có nội công hả à? không có mình phải học mình phải học còn nếu là truyền nội lực mình có nội công trong một tỷ người chỉ có một người mà cái người thầy đó mở căn mở cốt cho biết bao nhiêu người ừ? mình phải học từ nhỏ mình mới có giỏ còn cái trường hợp mà sư phụ truyền hết nội công cho cháu và sư phụ chết luôn là được mấy người có người duy nhất mà cái người thầy đó mở căn mở cốt nhiều người trăm người lấy được nhiều tiền rất nhiều tiền đúng không khẳng định câu cuối cùng ai mà mở miệng tôi khai căn tôi mở cốt cho là người đó đang là giả đang là xạo đang là tà ma đang dụ quý vị đó quý vị có phần căn Quý vị phải tu sám hối, quý vị phải tự tu để mình nâng cao cái điểm huệ của mình. Mỗi phần căng đều có căng cơ, đều có cái ấn, đều có cái huệ khác nhau, lớn nhỏ khác biệt. Chúng ta phải tu, chúng ta giảm dần cái âm căng chúng ta tăng trưởng cái linh căng, cái nguyên căn, cái tốt đẹp. Chúng ta tự nâng cái điểm huệ của mình thì một ngày nào đó chúng ta sẽ sở hữu được những cái ấn rất cao. Cái ấn rất cao. Thường mà lên quẻ số người ta coi cái ấn củ quyền con bự quá che hết trơn. Hoặc là... Củ quyền mà cái ấn nhỏ quá che không nổi cho con cháu ha tóm gọn khai căn mở cốt là tà hỏng đúng những bậc chánh niên cũ thiên quyền nữ thái ức chân nhân tất cả thánh tổ chư thiên không ai khai căn mở cốt cho người chỉ dạy cho con để cho con tự tu rồi con chứng con tu rồi con chứng tới cái quả nào đó thì con hưởng cái ấn con bự cỡ nào thì con hưởng con chứng ngôi nào ngôi địa tiên ngôi thiên tiên ngôi quỷ thần ngôi chánh thần ngôi cao cỡ nào con hưởng chứ không bao giờ mà con tự Mở cho con Đang vô lớp 1 học ABCD 1 cộng 1 bằng 2 Xong thảy lên học đại học Không có Mà dù cho bây giờ có bằng giả Đang học lớp 1 thảy lên học đại học Cũng chẳng biết cái gì để học Không thể nào tốt nghiệp Mà dẫu cho làm cái bằng giả tốt nghiệp ra đời Không biết đường làm Không có kỹ thuật chuyên môn Kêu đi trồng lúa, kêu đi lai tạo giống Không biết ha. Kêu đi chữa bệnh, không biết làm gì cũng không biết, đó là những trường hợp mà quý vị đi trình, quý vị đi nói là ra đây trình ra đây mở căn mở cốt xong con về con sẽ khỏe làm ăn vui, nhiều thứ con sẽ làm thầy mà ra đâm ban không không biết gì hết, đó là trường hợp bị gặp hàng giả. Ra làm thầy đâu biết gì để giáo hóa chúng sanh đâu biết gì để giúp người giúp đời, tại vì đâu có biết cái gì đâu. Những người nào khai căn mở cốt là giống như đời Trần gian mua bằng giả. Còn quý vị tự khai cho mình phát triển trí huệ tâm linh thầy tổ chứng thầy tổ cho con cái ấn chứng ấn cho con cái chỗ đó và con tu con đạt được cái trình độ đó thì đó mới là trường hợp thật sự cái lời thanh đồng nói nó nhiều nó dài nhưng mà chắc nhiều thầy tà thầy ma thầy quỷ thầy tinh thầy xấu thầy ác nghe không có thuận tai vô phá nhiều nhưng mà góp ý chân tình cho tất cả mọi người cùng nhau phát triển con đường đúng chân chánh mà đi nam mô phật